Ta nói mình đi về xã Mỹ Lệ mùa này được ngắm nhìn những cái đồng lúa bao la bát ngát hà. Nhưng mà ngắm lúa thường là xưa rồi. Ở nơi đây có một loại lúa rất là nổi tiếng, đó là loại gạo lúa nàng thơm chợ đào, mà mùa này nó cũng trổ bông nặng hạt rồi đó cả nhà. Không biết cả nhà mình có bao giờ nghe tới cái loại gạo nàng thơm chợ đào bao giờ chưa? À, những cái đám ruộng này là gạo nàng thơm chợ đào không đó cả nhà. Đợi con làm cái gì đó, con tắm hả? Hả? Tắm hay ra đây chơi vậy? Chưa nắng mà ra đây chơi vậy đó hả? Hai bé ở dưới quê đã không? Chưa ra dọc nước. Xưa ông bà mình ở đây cũng khá khá không. Rồi mình đi qua những cái khúc cua, những con đường quê cong cong quẹo quẹo. Ở nơi đây làm như là tháng của trời mưa, mọi cây cỏ hoa lá nó đều xanh tốt hết. Nhìn những cái chậu bông trang mà bà con mình trồng ven đường á, thấy mà bắt mê. Nè, em cho cả nhà mình xem một cái đám giỗ ở dưới quê nè. Hồi nãy em thấy có một anh chở một cái thùng bia chạy ton ton vào ăn đám giỗ. Nhìn những hình ảnh đó, em thấy nó chân chất làm sao á. Ta nói ăn đám giỗ như vậy mới đã nè, bà con chòm xóm ở dưới quê không hà. Nhắc đến xã Mỹ Lợi là nhắc đến ruộng lúa bao la rồi, không có vườn tược nhiều đâu. Nước ở đây nó còn phèn nhiều lắm cả nhà. Mấy con đường nội bộ đi vào trong, mấy cái nền ở phía trong, phía trước này người ta cũng có trồng hoa 10 giờ, bông vừa cạn. Mấy cây này chắc mới vừa trồng á, nó còn nhỏ xíu à, nó chưa có cao. Ở phía trong đó là cái tuyến đường gì mà chạy sâu vào phía trong, thấy xe cộ nó cũng chạy nhiều lắm. Trời, cô này cũng chạy xuống đây, cũng vào nhà của cổ trong đó. Ngày cụm này có một số nhà mới xây đẹp quá, nhà biệt thự rồi nhà lớn lớn không. Chưa có cái biệt thự nữa nè. Đường này nó rộng lắm, đường nhựa rộng mà đẹp, nó sạch nữa. Đường Trần Văn Lộc. Tao mình quẹo tao vào thử con đường này xem như thế nào. Đường ấp cầu chùa sao cái bảng nó dở xuống người ta. Đường bụi quá ha. Trong đây cũng có tiệm tạp quá rồi, hớt tóc nhiều quá nè. Lúa mùa này em mới phát hiện ra là nó trổ đồng đồng rồi. Nhà cấp 4. Chỉ duy nhất em thấy xã Mỹ Lộc, xã Mỹ Lợi này hả cả nhà. Còn bên Mỹ Lộc đồ này kia nó mới chừng 2-3 ngang tay. Này nó chín sớm lắm nè. Một tháng nữa là có thể sẽ thu hoạch đó. Trong đây nhà cũng cổ, nhà ngói rồi ngày xưa không à, nhiều quá, 2-3 căn rồi đó. Đây con đường quẹo nữa, bản quy hoạch lúa gạo nàng thơm chợ đào á. Cột mốc nó tùm lum ở đây hết. Phía trong có nhà gói nữa. Nhà như quê nó nhìn nó thân thiện, nó đơn giản, nó mộc mạc.
bản cọc nó bự quá trời. Cấm vậy là người ta biết rồi. Trong cái vùng quy hoạch của gạo Nàng Thơm Trà Đạo. Đây có nguyên cái hàng câu của ta. Không biết còn đi được nữa hay không. Con cô đang làm giữa trời nắng. Trồng rau. Cái đó là cải. Ở đâu thấy bà con mình chạy từ đây chạy ra trời. Hẻm nhỏ nhỏ quẹo tùm lum quá trời. Bông nó nở vào buổi sáng. Bông hoa 10 giờ. Bọc móc. Đường hơi xấu một tí. Ổ gà ổ dôi không à cả nhà ơi. Ngày xưa người ta ăn tán ở dưới giữa cái ruộng quá trời. Bên kia trồng cây y như là bên Campuchia. Cây thốt nốt hoặc là cây gì á. Xứ mình cũng ít thấy cái cây trồng này. Ai mà đốt rác đốt gì giữa đồng ta. Khói nó bốc lên nghi ngút rồi. Ôi căn nhà ngói đẹp quá vậy. Căn nhà ngói bên đây và bên đây là tấm vườn. Tấm vườn này trồng bắp với lại đậu bắp. Hai cái này kết hợp cái nào cũng bắp hết. Vườn tược ở đây nhiều quá xá luôn nè. Chim chóc ở đây. Đường này có vẻ là hơi bị xấu. Nó xuống cấp lắm cả nhà. Ổ gà ổ dôi không à. Hy vọng là có đường ở phía trước để mình đi. Tại vì em thấy là nhà với lúa nó che lại, không thấy con đường ở đâu hết. Một màu xanh của đồng ruộng. Qua bên đây là đường đan rồi. Bán cổng tổ đình Linh Phước. Khu này là đường đan đi vào trong làng xóm. Ở đây người ta khoái trồng bông trang quá ha. Mà bông trang ở đây nó tốt thiệt luôn á. Nó cho ra bông phải nói là nhìn ha đã con mắt gì đâu. Nó đỏ lùm ha. Nè, mấy cái bụi ở trong rừng rú gì nó khuất mà nó cũng nở bông hết công suất nữa. Quá đẹp quá đẹp. Kèm theo là mùa lúa chín. Bông này nó lên cao lắm nè. Đọt này là nó quằn bông rồi đó. Coi như là nó cong trái me đó cả nhà. Người ta kêu bằng cong trái me. Sắp sửa là chín. Chín vàng rộ lên chừng tháng nữa thôi. Vườn này người ta trồng cái loại rau gì mà em đi nhiều nhưng em cũng không biết rau này là rau gì luôn á. Thấy nó hơi lạ lạ. Không biết rau nấu canh hay là rau nấu nước mát úa. Con chú chạy chưa? Chưa nắng. Phía trước là cái bản quy hoạch gạo Nàng Thơm Trà Đạo. Đó, những cái đám ruộng này là lão Nàng Thơm Trà Đạo không đó cả nhà.
một tháng nữa xuống đây là có lúa chín, có cắt, có đập hết. Thì nhà cửa trong đồng, trong rẫy gì cũng có đường chạy nữa kìa. Đâu đâu cũng thấy ruộng hết ha. Cho thuê phòng trọ hả ta? Trời, sao quần nãy giờ em không biết đường này đi đâu luôn. Bên đây có cái đình, cái chùa gì mà lớn dữ thần nha. Nhìn rất lớn nha. Còn cái khuôn viên ở phía sau mình nhìn tới. Phía trước có ụ rơm rồi. Bà con mình làm vàng. Trồng ba cái dây leo đó, cũng như là mướp á. Đi trên con lộ lớn mình nhìn thấy cảnh lúa ruộng ở dưới mùa này nó quằn bông, nó cong trái me đó cả nhà. Mấy này là gạo nàng thơm cha đào không? Ở quê hương xứ sở xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đức. Đẹp quá ha. Có qua đây mùa này em mới biết là ở đây lúa nó đang đổ bông chuẩn bị chín chứ. Mình tưởng tượng như là mình trồng lúa ruộng là ở đâu nó cũng giống như ở đó, nhưng mà thật ra không phải à. Đi nhiều nơi là em chỉ thấy ở đây là nó có mới có chín thôi. Có đám nó trổ lên xanh mà cũng có đám là nó chưa có lên nữa, nó chưa có lên bông nhiều quá. Tùy theo cái mức độ khác nhau. Mình chạy vào trong một cái đường làng quê ở đây như thế nào đây. Lúa nhìn đã quá. Nhà cửa bà con mình khang trang không? Trồng khoai mì, trồng giường ở đây nữa nè. Còn đậu bắp. Đường này vô trong cái khu ở trong nông thôn rồi. Nhỏ nhỏ. Đường thét không còn đường để chạy luôn ở phía trước. Nhưng mà nhìn rất là đẹp à. Ông bà con mình trồng ở dưới đường vàng đỏ quá xá đẹp. Thì rồi tới đây là hết đường rồi, có lẽ mình phải vành trở ra thôi. Trong đây là khu ở trong sâu, chỉ có nhà nội bộ mới ở. Nhìn cảnh những cái con đường lớn mà thấy nó cũng im ắng quá. Vào những tháng mưa đó thì hoa rồi bông nó nở rực vàng đẹp quá. Nhất là bông trang ở khu vực này. Đâu đâu cũng thấy bà con mình trồng ít nhất là cũng một hoặc hai mũi đó cả nhà. Dưới phía trước này là 4-5 bụi nè, nhìn nó mát ha. Bông nở búp 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 búp. Mấy căn nhà này nó thấp chủm mà. Đường lớn nhưng mà nhà nó ở dưới quê. Xe ít chạy lắm. Ý, cái căn nhà mái ngói. Yên bình. Yên bình làm sao, một căn nhà ở dưới quê, phía trước là ruộng. Nhà này nó tiện chứ, xe hơi chạy vô nhà thoải mái luôn. Chim chóc nó chưa nắng nó cũng ra, nó mừng, nó vui nữa. Nó đậu đầy đường hết á.
Bên đây hai căn, nhìn bông hoa đẹp quá, đẹp thiệt chứ. Một cái gì đó gọi là bình dị nó len lén trong cái tâm hồn mình đó cả nhà. Khi mà mình đi ngắm cảnh ở dưới quê, gặp ngay cái mùa mà có nước, trời mưa nữa, cây trái rồi hoa quả nó xanh xôi, nhà thấy trồng một cái đóa bông trang phía trước nhà, đẹp gì đâu á. Đây đồng ruộng, ta gắn mấy cái đó đuổi mấy con phá hoại mùa màng. Mấy con cu này ha, em đi em thấy nhiều lắm luôn, nhiều vô số kể luôn. Con trang nữa kìa. Rồi lại cái đùn ruộng nữa. Không biết nó có đường ra không ta. Bởi mình đi ở vậy mình mới thấy được là ngày xưa ông bà mình á làm ruộng nè, có lúa ăn nè. Rồi cái thời mà mình phải nói là cá mắm nó còn nhiều đó cả nhà. Thì biết sao không? Là cá ở ruộng này nè, bác ăn đâu có hết đâu. Làm khô, làm mắm, rồi có thể là mình đem bán lại cho trên Sài Gòn. Nhiều vô số kể luôn. Ruộng như vậy là biết hiểu là cá mắm nó sẽ như thế nào rồi. Còn giờ là mình kiếm con cá ở giữa đồng còn ha trần ai đó, coi như là nó hạn chế là quá trời quá đất rồi, không có cá để ăn. Nếu mà thời này mà có cá như ngày xưa thì chắc con em nghĩ là bà con mình cũng có cái để ăn nhiều lắm đó. Giữa đồng nè, ruộng nhìn mút con mắt luôn, xanh bạc ngàn á. Cu quá trời, nó chạy nó bay. Ta trồng nguyên cái hàng đậu bắp ở phía trước đường, ra bẻ vô nấu canh chua hoặc luộc con dĩa, dĩa rau luộc chấm nước tương tỏi ớt ha, cũng có dĩa dao ăn ngon lành mà không phân thuốc. Trái nào trái nấy nó cũng non non không. Đường khá là vắng vẻ, có mình em chạy rồi, im ắng lắm, ai vào nhà nấy hết đó. Chưa có thể là nông dân mình đi làm đồng làm ruộng đó mệt á, rồi vô nhà nghỉ trưa ngủ nghỉ chịu ra làm tiếp. Nên một cái cảnh tượng mà mình thấy là không mấy sôi động, phải gọi là buồn nhất. Cái nhà mái ngói, cái nhà khi mà em khám phá khu vực Cần Duộc, Cần Đước, cái nhà thấy là nhiều cái nhà mái ngói không? Mái ngói ngày xưa ở dưới quê không? Còn mấy cái khu vực mà trên Đức Hòa nào đâu có nhiều đâu. Chứng tỏ ngày xưa ông bà mình ở đây cũng kha khá dữ lắm mới xây được. Có những cái mái ngói á, theo em tìm hiểu và cũng như là cô chú chia sẻ đó cả nhà, là hồi đó là kêu bằng gạch gì ở Đồng Nai á, em không biết nha. Gạch đó ở Đồng Nai rất là chất lượng luôn, xài biết bao giờ mà mới hư nổi, không có hư nổi luôn á. Xài mà giữ kỹ là tới đời con đời cháu là vẫn còn để mình dùng luôn. Là ngói xịn ngày xưa đó, làm ra chất lượng lắm. Nhưng mà cái đó là cũng như là thuộc loại đồ cổ rồi, phải có người biết thẩm định mới xem được. Còn mình nhìn sơ qua thì mình thấy cũ cũ mình nó cổ vậy thôi, chứ thấy cái nào nó cũng như cái đó. Ở nhà ngói ngói không khu vực này.
xưa ông bà mình ở đây cũng kha khá không. Nhà này trẻ em nhiều lắm sao mà có đồ chơi trẻ em ở phía trước quá trời. Tuy như là khu vườn vui chơi vậy đó. Chó nó sủa đi đông dưới quê người ta nuôi chó chứ không có chó chắc không ai ra canh nhà đâu, với lại nó cũng không mất mát gì nhiều, dưới quê lạ lạ ai mà vô, con chó giữ nhà là yên tâm ha. Phong Trang nó ở mùa này cũng ở nhìn đã ha. Hổm em cũng phái trồng bông trang nữa, mọi giờ thấy đi thấy ta trồng về thấy cũng ghiền ghiền. Chú thấy lạ, chú nhìn ở dưới quê thường là vậy. Hồi chưa bắt nhạc lên tin nổi. Đường vắng tanh, một cảnh nó có những con bướm bướm nó đậu trên những cái cây hoa nhái ở phía trước một cái con đường mà gọi là rộng lớn, đường đan đường xịn luôn á, ở dưới quê á gọi là đường xịn luôn. Cảnh nó buồn thiểu buồn thiêu à, nhìn mút con mắt mà không có ai chạy xe hết, phía trong là bụi chuối cạnh cái kênh. Cái kênh này phèn nhìn nó hao hao giống như ở trên Đức Hòa lắm nè. Em thấy là vậy á. Cây cỏ nó mọc ở dưới cũng nhiều nên nè. Có máy bơm ở đâu ta đặt ta bơm cái gì. Trong lệnh. Chuối này ta trồng nhiều. Trồng để thu hoạch ra bắp chuối rồi trái. Lỗ lớn rộng thênh thang, chỉ có mình em chạy thôi cả nhà ơi. May là có cả nhà cùng đồng hành với em. Ôi, cái chậu này trồng hành, chứa hành. Ở giữa ruộng, giữa đồng thì người ta chạy. Ở đâu người ta chạy được vậy ta? Thấy xe không, không thấy cái bờ. Lúa nó che mất tiêu hết rồi. Đó, chạy ngang mấy cái căn nhà mấy ngói phía trong y đám dỗ. Đám dỗ quê quá đã, quá đã nè. Để em cho cả nhà xem cái đám dỗ quê như thế nào nha. Mấy ngói ngày xưa ở dưới quê á, đám dỗ đó cả nhà, những căn nhà mấy ngói giữa những cánh đồng ruộng nè, bà con chòm xóm người ta đẩy nói chuyện in nổi ha, vui nguyên cả khu vực rộng lớn này luôn. Ta nói lâu lâu việc đọc án xong rồi đó mới có dịp ngồi lại như thế này cười nói, mà xa cả 200 mét mà em còn nghe tiếng rơm rã nữa cả nhà. Phong Trang nữa nè, Phong Trang nó đỏ mà nó pha lẫn với lại cái màu lúa màu xanh đó, đẹp. Kỳ này về chắc em phải nghiên cứu trồng một hai chậu bông trang quá. Thấy nhìn nó đẹp, đẹp nó hay hay. Và đó giờ em cũng không thích mấy đâu. Có thể là nắng quá nó cũng tô điểm lên cái sắc của nó đỏ thêm. Đường này là thuận tiện nhất cho bà con mình di chuyển luôn. Đường lớn, đường to, không phải đường ruộng ở phía trong. Mà ít nhà lắm, ít người di chuyển nữa. Nó kiểu như là đường quê á, trong sâu rồi đó. Nhưng mà đường cái là nó lớn thôi. Nhà mấy ngói nè. Giờ nó hơi bị thấp rồi đó. Nhà hai cây dừa cao. Nó đỡ lắm, đỡ nắng dữ lắm luôn. Vừa nói chuyện cái con chó ở trong nó lúc
nhìn cho ra. Giữ nhà ghê thiệt, quá xá luôn, mang chó nè, dưới quê hay. Đây là một phần họ gì đấy, Trần Gia Chi Mộ, đường vòng vòng ở đây là đường đá xanh không, còn bên này cây rừng, cây tràm, cái tràm này để giông cừ á, hoa trồng ở đây nhiều lắm, mà được cái là trưa mình đi nó cũng mát nữa, nó mát cũng đường. Rồi ra lại cái tuyến lớn ở ngoài kia cả nhà ơi, tuyến DT830 á, mình ra tới đây thì mình sẽ kết thúc video tại đây luôn ha. Nãy giờ mình chạy vòng vòng ở trong cái khu xã Mỹ Lợi ở trong đồng, cũng ngắm được cái nhiều cái cảnh ở đây rất là đẹp luôn, nhìn rất thích. Mùa này là có lúa sắp sửa chín, tới nhà ai chơi lan. Trời, có lẽ video clip kỳ này em xin tạm dừng nha, lại nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với em trong cái clip này. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo trên kênh nha. Tiếng này tiếng lớn rồi.